Trước mặt các bạn thì đây là chiếc ghe nghề pha súc ha. Để coi, để mình zoom gần lại coi như thế nào nha. Để coi ghe này ở đâu ra. Ninh Thuận nha các bạn. Rồi mấy anh em này vô. Bữa nay ngày 23 Tết nha. Đưa ông táo về trời. TS Ninh Thuận nha các bạn. Pha súc. Rồi bữa nay về chắc về kịp mà, bữa nay về xong rồi và bữa nó về tới nhà quê các bạn ơi. Nay chạy vô Hà Giang cập bến nha. Chiếc này bề ngang nó 4 mét mấy rồi các bạn. Đây mình cũng thấy một chiếc ghe Thạnh Thới ha, tàu khách Thạnh Thới đang chuẩn bị cập bến nha các bạn. Sài Vinh 6. Và đây hình ảnh trước mặt các bạn thì đây là chiếc ghe cầu chiếc nha các bạn ha, ghe cầu chiếc Hà Tiên. Rồi vô ăn Tết luôn anh ơi. Hôm nay có sương mù hơi nha các bạn ha. Cái này bề ngang nó 3 mét mấy à. Lấy đồi. KR61875TS. Đa số là xài can dầu nha. Can sắt đóng ở trên cabin rồi. Dữ ha. Rồi hai em này đang về bến nha các bạn. Đang về. Bữa nay 23 Tết ha. Cũng thấm lắm nè. Đó thì thấm rồi. Ồ, đúng rồi. Ồ, kế bên có một em nữa. Yeah, ba em luôn. Ghê tàu chiếc hết nha các bạn. Chiếc hết. Ô, bốn em. Tổng cộng 4 em nè, đang đua nhau vô nha. Hôm nay 23 Tết rồi. Rồi, thấy chiếc ghe lưới ghẹ luôn. Cà bạch. Chắc chạy về đó. Về ăn Tết đi anh ơi, hôm nay 23 rồi, nghỉ đánh đi. Mai 24 à. Nghỉ đây tới mùng 6 xuất hành là được rồi, mùng 6, mùng 9 ha. Cái tập. Mai đề đó các bạn. Rồi vô trình biên phòng nha.
chiếc này chơi cẩu 4 chân, cầu chiếc chơi cẩu 4 chân luôn. Ok, bề ngang nó 3 mét mấy rồi các bạn, bề dài thì dưới 15 mét rồi ha. Rồi, này chơi cẩu 3 chân nha, Carré 62394 TS, cào chiếc. Rồi, chuẩn bị trùm nguyên phòng nha các bạn. Cái này lấy đôi mà nó thấp quá thấp rồi, quá thấp luôn á. Tóc cái nóc cũng dữ lắm rồi nha, quá cái nóc rồi. Tóc luôn là đụng cái nóc không. Tiền đa số lắp cái nóc luôn đụng nhiều lắm các bạn. Tờ còn vậy ha. Dán hà tiên nó thấp thấp be, lái đồi cũng thấp nữa. Ồ, quay qua lần nữa, hai ngán sắt nha các bạn, chơi sắt, ngán sắt. Rồi chiếc này cũng nhỏ, không có lớn, cũng 3,5 mét đô lại. Carré 61585. Chiếc này thấy nổi phiêu không có đồ hết trơn trời, chắc bán ngoài hòn hết. Cẩu 3 chân nha. Cào chiếc. Hai ngán bằng cây nha các bạn, ngán bằng cây. Ghe lái chiếc nha. Rồi, phóng lên đi anh ơi, xách bịch đồ. Trình trạm biên phòng ha. Gửi mà anh chiến sĩ biên phòng ăn Tết nha. Ở đây xài lái đôi mà nó thấp quá thấp rồi. Không. Kêu lấy chiếc luôn á. Tại cái lái đồi nó cao lên cỡ nửa mét nữa mới đẹp ha. Rồi mở dây chạy nha. Xong một chiếc. Tới chiếc thứ hai. Về ra, về bến. Về cảng cân đồ nha các bạn.
bao xíu ta, có bán ra hàng tiền đóng kiểu gì không? Rồi cái này cũng mới vô nữa nha, chuẩn bị trình biên phòng, có chủ hàng hải cẩu bốn chân không có sàn khô. Chơi ngán sắt nữa các bạn. Rồi lái đôi. Cái này lái đôi nè, lái đôi vừa luôn đó ha. Toàn bộ cái vàng này thì dưới 15 mét thôi, rồi sơn cabin màu vàng. Đang trình biên phòng. Ơi, trình biên phòng xong rồi. Mở dây thôi anh ơi. Rồi chạy tới luôn. Các bạn biết sao lắp pinóc không? Tại vì khi lấy dép á, rồi dép nó cây nó cứng nặng, cho nên mình sợ bá vô cái phần cô lưng lưng đụng với cái phần thằng lằn ở trên ở sau lái nè, cho nên là chủ ghe cho lắp pinóc ha. Ơi, vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Hẹn các bạn clip sau. Bye bye nha, hẹn gặp lại nha.